Vừa rồi chúng ta vừa đi khám phá hình thức kiến trúc bên ngoài công trình, gồm có các mảng kiến trúc, các trang trí, các hình thái kiến trúc như thế nào. Còn bây giờ tôi muốn giới thiệu với các bạn đó là phần kiến trúc ở bên trong công trình, phần công năng bên trong công trình thì gồm những cái gì. Đấy. Thì công trình này thì được tôi thiết kế, đó là công trình cho anh Long ấy, là gồm có 4 phòng ngủ. Đấy. Trong đó thì tầng 1 là một phòng, tầng 3 chúng ta có thêm 3 phòng ngủ nữa. Một phòng khách, đấy. Một gara ô tô, đấy. Một phòng bếp cộng với ăn, một nhà vệ sinh chung. Và bây giờ chúng ta đi từ từ phòng khách trước vào phòng khách. Thì phòng khách chúng ta sẽ có một cái hệ sảnh để đón tiếp và để chúng ta đi vào phòng khách. Như nãy tôi đã giới thiệu là 5 bậc. Đó, thì mặt bậc thì là 300 này, đá màu đen, cổ bậc đá màu trắng. Và chỗ cái hai cái cốt ở bậc này chúng ta hạ cốt xuống và để có tác dụng là giảm cái độ nguy hiểm, độ cao của cái chỗ này để tránh cái tình trạng là trẻ nhỏ có thể ngã xuống, đúng không ạ? Và để cái nơi chúng ta có thể trang trí các cây, cái chậu, cây cảnh để tô điểm thêm cho công trình thêm phần đẹp, đúng không ạ? Hệ cột công trình, cột sảnh và cột góc được làm đồng bộ, tương đồng chân cột ốp đá, các viền trang trí chúng ta không phải ốp đá mà chúng ta sơn giả đá để tiết kiệm chi phí, đúng không ạ? Sảnh thì được, các chiếu sảnh thì được là ốp một cái viên gạch khác để tô điểm thêm công trình. Ba cửa chính thì làm bằng pano gỗ đặc, và hai bên cửa chính tôi đắp các hệ phào chỉ phào bên chung quanh cái cửa chính này. Có thể là dùng, có điều kiện thì dùng gỗ cũng được, không có thì chúng ta có thể đắp xây gạch, xây trang trí bằng đắp sơn bê giả gỗ cũng được. Và bước vào phòng khách thì tôi bố trí cho tôi thứ nhất là cái bộ hệ sofa, và cũng được trang trí cái nội thất ở trong này là cũng được trang trí ốp gạch ở giữa, lát với gạch chiếu ở giữa này. Đó, thì phòng khách thì được nối với cái phòng gara ô tô, đó là liên thông sang cái không gian gara ô tô, bởi vì là công trình không gian nó cũng không được rộng cho lắm. Chính vì vậy mà tôi tư vấn cho anh là làm một cái hệ lam. Chúng tôi không xây tường đặc ở đây. Xây tường đặc đấy thì nó sẽ khuất tầm nhìn và nó khiến cho công trình chúng ta là có phải nó không được không gian mở, nó không được thông thoáng, và phòng khách khiến cho nó chật hơn. Và để tránh cái tình trạng là xây những bức tường thô cứng thì tôi làm cái hệ lam. Và hệ lam này sẽ là phân chia không gian giữa khu vực gara và phòng khách. Và kệ tivi chúng tôi để ốp luôn vào chỗ cái khu vực lam này. Đấy. Thì nó vừa trang trọng, đúng không ạ? Và vừa không gian mở rất là đẹp, đúng không ạ? Đấy, chúng ta ngồi đây, chúng ta ngồi gara và chúng ta có thể nhìn thấy luôn được ngồi phòng khách. Đấy. Nhìn được gara. Đấy. Rất là thông thoáng, đúng không ạ? Và tiện lợi, đúng không? Và từ phòng khách chúng ta cầu thang á, thì chúng ta được tôi thiết kế là chúng tôi giấu ở trong bên này, nó cũng khá là kín đáo, nó không bị lộ liễu, cầu thang cũng khá kín. Và cái vế lên thì được đi từ bên này, còn vế bắt đầu lên và vế tới thì là ở trên. Thì tận dụng cái khu vực ở dưới gần cầu thang này, thiết kế hình thức như này thì cái gara chúng ta rộng hơn, thêm được rất nhiều diện tích để chúng ta để đồ cũng như là để xe, chúng ta có thể để thêm mấy cái xe ở đây cũng được. Tôi đứng thì nhìn từ trên xuống, gara rất là rộng rãi, đúng không ạ? Để ô tô này, xe máy, có thể mấy cái xe máy nữa cũng được. Liên thông không gian cực kỳ thông thoáng, rất là đẹp, đúng không? Và tương tự như vậy thì phòng bếp cũng được nối với phòng khách. Ta đứng từ phòng khách ta nhìn vào, đó. Ta thấy phòng bếp. Phòng bếp được phân chia với phòng khách, cũng không xây tường. Tôi tư vấn với chủ nhà là không xây tường, để tạo một cái không gian mở và ngăn cách bằng cái việc là chúng tôi trang trí cái đồ nội thất. Đã để chúng ta một cái bar, quầy bar nhỏ này, một cái tủ rượu để che đi khu vực bếp. Đấy, hình thức trang trí rất là đẹp, đúng không? Rất là tạo rất là nhiều cái công năng sử dụng mà nó tạo không gian linh hoạt hơn. Trong sau này chúng ta chuyển đổi mục đích sử dụng nó cũng cực kỳ dễ dàng và nó không bị ngăn cách bởi những bức tường, chúng ta tạo thêm không gian bí bách, không gian mở cực kỳ thoáng đãng, liên thông giữa phòng khách và phòng bếp,
liên thông giữa phòng bếp, phòng khách và gara ô tô, là cực kỳ là không gian đi lại cực kỳ mạch lạc, cực kỳ thoáng đãng. Tiếp theo ở trong phía trong này thì có một cái phòng ngủ. Phòng ngủ bên trong. Phòng ngủ. Sau đó thì đến khu vực vệ sinh. Khu vực vệ sinh. Khu vực vệ sinh thì được làm cuối cùng. Và trên này thì có một cái mở cái cửa để xử lý mùi cho cái nhà vệ sinh. Và bếp thì được tôi tư vấn là cho anh là mở hai cái hệ cửa. Tại chỗ cái khu vực này thì chúng ta mở cái cửa này, ở chỗ khu vực rửa bát này, thì nó vừa lấy sáng cho khu vực này, tạo cho bếp chúng ta nó lấy được ánh sáng tự nhiên cũng như là không khí thông gió rất cực kỳ tốt. Bếp thì chỗ này vẫn là kín đáo, vẫn đủ cái không sợ về gió và lùa vào khi nấu nướng luôn. Và bên hông cửa nhà này thì thiết kế là gồm có hai cái hệ cửa, một hệ cửa đại, đại hội bốn cánh là phía sảnh chính, còn bên hông bên này cũng là mở cái cửa nách đi ra, bởi vì bên hông này để lại cho gia đình một cái khoảng hành lang thông gió cũng như là để sử dụng các mục đích. Ra phía sau nó còn một khu đất phía sau này, khu đất nhỏ phía sau, và cái hành lang này nó có tác dụng rất tốt về việc thông gió, chiếu sáng, mang ánh sáng lên cho các phòng từ tầng 1 lên tầng 2. Bây giờ chúng tôi vừa giới thiệu xong tầng 1 và chúng ta lên tầng 2. Và các bạn nhìn thấy rằng là cái tất cả những cái công trình của tôi thiết kế, các bạn đều được trải nghiệm không gian thực tế của ngôi nhà của mình, được như các bạn như kiểu là được sống trong ngôi nhà vậy, đúng không ạ? Rất là thực tế, rất là chi tiết. Tôi sẽ review cho các bạn đến khi nào các bạn ưng thì thôi, đúng không ạ? Phương án đưa ra chủ nhà khi thực sự ưng ý với công trình, cái không gian của mình thì thôi. Các bạn sẽ được ngắm nhìn công trình của mình trước, hiểu ngọn ngành từng ngóc ngách công trình của mình để biết được công trình của mình nó như thế nào. Đấy. Khác không giống như các đơn vị khác là họ chỉ đưa cho các bạn cái bản vẽ hay đi, đôi lúc bạn đâu có hiểu hết được cái ý tưởng ý đồ của không gian của mình nó lên thực tế như nào đâu. Và lựa chọn cái sản phẩm dịch vụ thiết kế chúng tôi, các bạn sẽ được trải nghiệm những cái công trình của mình trước. Và bây giờ chúng ta lên tầng 2, vừa rồi là tầng 1, chúng ta lên tầng 2. Thì cầu thang chúng ta bước lên tầng 2, đó là chúng ta sẽ thấy một cái phòng sinh hoạt chung, và phòng sinh hoạt chung sẽ được liên thông và được mở một cái cửa hai cánh ra khu vực phía ban công, tạo cho lấy để lấy gió lấy sáng cho khu vực phòng sinh hoạt chung cũng như mang lại ánh sáng cho toàn bộ cái lối hành lang phía giữa công trình, để tạo cho công trình chúng ta thông thoáng hơn, đúng không ạ? Tất cả các phòng có thể được sử dụng được cái cửa cửa này để chúng ta ra hóng gió rất là tốt, đúng không ạ? Và tầng 1 thì là có một phòng ngủ rồi, và tầng 2 chúng tôi thiết kế là gồm có 3 phòng ngủ. Đấy, 3 phòng ngủ. Rất là đẹp, các lối đi lại giao thông mạch lạc, không bị chồng chéo. Từ cầu thang bước lên là phòng sinh hoạt chung, sau đó thì được có một cái cửa mở vào để vào cái phòng ngủ số 1, là phòng ngủ số 2 này. Phòng ngủ này sẽ cũng được mở một cái cửa lấy sáng này. Đó, để trước này là cái tủ quần áo. Và phòng ở bên đối diện đó là cái phòng ngủ số 3. Phòng ngủ số 3 này cũng có một cái cửa lại mở, nhưng hai cái cửa này tôi không mở nó đối diện nhau. Đấy. Thì nó sẽ cảm thấy rằng nó rất thoải mái cho việc sử dụng giữa hai thành viên của hai phòng này. Phòng ngủ bên này thì mở một cửa sổ đôi, còn phòng ngủ số 3 này thì được mở hai cửa sổ nhỏ, cửa sổ đơn. Và cái hay ở đây á là chúng tôi mở hai cái cửa này, và phía ở giữa đầu giường này á là vẫn là bức tường, đúng không ạ? Vẫn đảm bảo cho người nằm ở cái khu vực này cảm thấy cực kỳ thoải mái, và vẫn đảm bảo được chiếu sáng lấy gió cho khu vực phòng này. Đấy. Và bên ngoài công trình, đấy, hai cái cửa sổ ở hai bên nó sẽ tạo lên cái cân đối trong cái hình, trong cái mảng kiến trúc. Đấy. Cầu thang được mở một cái vách kính để lấy sáng, để chiếu sáng cho toàn bộ khu vực cầu thang và từ tầng 2 xuống tầng 1, để cho công trình chúng ta có rất nhiều ánh sáng, chan hòa ánh sáng tự nhiên. Tất cả các phòng ở đây đều có cửa sổ, nhưng khu vực cầu thang sẽ là một cái khu vực có một cái cửa vách kính cực kỳ lớn để lấy sáng, chiếu sáng xuống cho toàn bộ của cầu thang, tiết kiệm rất nhiều năng lượng cho gia chủ.
Chúng tôi đến phần cuối, chúng ta đi tiếp tục từ đến hành lang phía cuối, đó là khu vực vệ sinh chung. Cả cái nhà này thì chỉ có hai nhà vệ sinh, tầng 1 một nhà vệ sinh, tầng 2 một nhà vệ sinh, và hai nhà vệ sinh này được đặt thẳng nhau. Đấy, chúng ta nhìn từ dưới tầng tầng 2 và tầng 1 từ trên xuống sẽ thẳng nhau, thuận tiện cho cái việc là chúng ta đi các ống, các hộp kỹ thuật và cấp thoát nước rất là thuận tiện. Và thứ hai nữa là đẩy công trình, toàn bộ công trình phụ nó đẩy xuống phía dưới thì rất đảm bảo vệ sinh và đảm bảo về phong thủy cũng như thoải mái cho các thành viên chúng ta sinh hoạt. Và ở đây ở phía cuối tôi để chúng tôi là cái, đây là cái máy giặt này, đó là khu phơi đó. Và khu phơi sẽ được mở các cửa, các vách, cái sen hoa này để toàn lấy gió, để cho khu vực phơi, cho việc phơi phóng chúng ta được tốt, mở tận dụng hết cái khoảng không để tôi mở các cái khu vực lấy thoáng này để lấy gió, phục vụ cho việc phơi phóng. Tiếp tục chúng tôi đi quay về phía trước. Phía trước cũng có một lối hành lang. Lối hành lang này thì sẽ dẫn đến vào trong cái phòng ngủ số 4. Và phòng ngủ số 4 này là cái phòng ngủ có cái view cực kỳ đẹp. Đó là sẽ có ba cái cửa sổ. Chan hòa ánh nắng, chan hòa những cái gió, phòng cực kỳ thoáng đúng không ạ? View cực kỳ đẹp. Và cũng tương tự như bên kia sẽ là cái cửa sổ đôi để nó tạo được sự đồng bộ về mặt kiến trúc, đúng không ạ? Cân đối kiến trúc. Và ở đầu giường sẽ được đặt vào phía tường và hai bên hai cửa sổ, làm cho cái người nằm trong cái phòng này cực kỳ yên tâm, đúng không ạ? Và bên đối diện với phòng ngủ số 4 đó sẽ được liên thông và được có một lối đi hành lang để chúng ta bước sang khu vực phòng thờ. Đấy, khu vực phòng thờ là một khu vực cực kỳ trang trọng và chúng tôi đã đặt, cố tình đặt ở trên phòng khách. Đấy, để nó có sự tôn nghiêm trang trọng, đúng không ạ? Phòng thờ được mở một cửa sổ lấy sáng khúc và một cái cửa đi hai cánh để và nối ra cái ban công. Và phòng thờ là khu vực một cái phòng chức năng cực kỳ là trang trọng và rất là đẹp. Đấy, chúng ta nhìn thấy là liên thông sang ngoài này là ban công, có thể là hóng gió đấy, rất là đẹp đúng không ạ? View cực kỳ đẹp và cực kỳ trang trọng. Và phòng thờ chúng tôi cũng tư vấn là ốp một cái lát một cái gạch trang trí để tô điểm lên phòng thờ. Và ở trên tầng áp mái thì là khu vực tiền đề chúng tôi để cái két nước nên tôi không review bên đấy. Và bây giờ mời các bạn lại chúng tôi lại xem vậy thì kích thước của các phòng như thế nào. Ở đây phòng khách được tôi thiết kế là cực kỳ rộng rãi. Rộng rãi không bởi vì cái diện tích mà nó bởi vì cái sự liên thông giữa các phòng, nó không được ngăn cách bởi các bức tường, tạo ra không gian rất là tầm nhìn rất là thoáng đãng. Và phòng khách với diện tích đo từ phía lan đến phía giáp danh với cầu thang và ngăn cách bởi các ba này là 26,68 mét vuông. Gara ô tô là 18,02 mét vuông, chưa tính của cầu thang, đó là tính đến cái cột thì thôi. Bếp cũng khá là thoải mái, có thể kê được hai bàn ăn luôn. Thì với diện tích là 22,42, nhà vệ sinh thì là 5,01 là 5,4 mét, phòng ngủ số 1 là 14,79 mét. Bây giờ tôi lên tầng 2, lên tầng 2. Tầng 2 thì là có 3 phòng ngủ. Phòng ngủ số 2 là 17,59, phòng ngủ số 3 15,41, phòng ngủ số 4 là 12,01, khu phơi là 6,38 và vệ sinh ở trên thẳng xuống phía dưới đúng không ạ? Ta nhìn thấy rằng hai vệ sinh đặt thẳng nhau, diện tích là 3,55. Vệ sinh này thì xây dật vào một chút để chúng ta mở một cái cửa vách này, vách thoáng này để lấy sáng thông gió cho khu phơi cũng như là khu vực vệ sinh, và vẫn đảm bảo cái diện tích sử dụng. Đó. Phòng thờ thì là 10,08 mét. Và phòng thờ thì có một cục ban công rất là rộng rãi, trang trọng là 8,01 mét, khá là rộng rãi đúng không? Bên chỗ cái phòng sinh hoạt chung là 7,48 và nó có một cái ban công nhỏ bên này
để phục vụ cho tất cả các thành viên chúng ta có thể cùng nhau, có thể là mỗi lần không gian này mở cửa ra để lấy gió, lấy sáng và thư giãn. Thì kích thước thì như nào? Kích thước từ các tiêm chụp như tầng 2 như tầng 1, tôi chỉ giới thiệu tầng 2, các bạn cũng sẽ biết là các tiêm chụp sẽ thẳng nhau đúng không ạ? Thì theo chiều dọc công trình được phân ra là 3 lưới trục, từ trục A đến trục B là 4,2, B đến C là 3,8, trục 1, trục 2 là 5,8, trục 1 đến trục 3 là 2,75, trục 3 đến trục 4 là 4,95. Đó. Vâng, vừa rồi là tôi đã giới thiệu các bạn toàn bộ cái bản vẽ công năng kiến hình thức tiêm chụp bên ngoài, công năng bên trong, kích thước các phòng, kích thước các tiêm chụp như thế nào. Và mọi thắc mắc cũng như câu hỏi các bạn muốn hỏi, các bạn cứ comment ở dưới video, tôi sẽ tập hợp và trả lời các bạn. Các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ tôi, cũng như là các bạn sẽ nhận được các video sớm nhất khi tôi có những video mới. Xin chúc các bạn một ngày làm việc thật là hiệu quả và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.